Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Đông Phương Thượng Sĩ Nguyễn Ngọc Ánh, Người chết ở giờ thứ 25. Từ xưa tới nay, khi nói về một chiến công, khi ca tụng một anh hùng, người ta thường có thói quen nhắc nhở đến những vị tướng tá trong quân đội hoặc những người có tiếng tăm trong xã hội mà nhiều người biết đến, chứ ít ai nhắc nhở hay đi tìm hiểu những hành động anh hùng của những con người mà tên tuổi của họ còn xa lạ với mọi người. Mà thực ra, nếu chúng ta đem những hành động dũng cảm của họ ra so sánh, chưa hẳn ai đã hơn ai. Tôi cho đây là một sự thiếu sót lớn lao của những người cầm bút, của những nhà viết sử trong suốt thời gian qua. Nếu viết về những hành động dũng cảm, gương hy sinh của những chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa suốt 20 năm cầm súng chiến đấu để ngăn chặn làn sóng xâm lược của bọn Cộng sản Bắc Việt, thì không phải chỉ có những sự hy sinh của các vị anh hùng như Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vĩ, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú, Hồ Ngọc Cẩn, Đỗ Cao Trí, Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Đình Bảo, vân vân. Mà theo tôi, sự hy sinh của những vị tướng tá trên cũng không khác gì những hành động và sự hy sinh đầy quả cảm của trên nửa triệu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa khác đã nằm xuống trên khắp chiến trường từ miền Nam ra đến miền địa đầu giới tuyến trong suốt 20 năm chiến đấu chống giặc vừa qua. Cũng như tất cả mọi người, tôi khâm phục những hành động gan dạ, dũng cảm và ca tụng những chiến công hiển hách của những anh hùng đó, dù biết trước khi bước vào cuộc chiến sẽ gặp biết bao hiểm nguy, có thể hy sinh tính mạng. Thế nhưng họ vẫn hăng hái vào cuộc, chấp nhận những rủi may và thua thiệt cho mình, không ngoài mục đích cao cả, ngăn chặn làn sóng xâm lăng của Cộng sản, bảo vệ sự độc lập cho Tổ quốc, tự do cho toàn dân. Chiến tranh là những bất trắc hiểm nguy luôn luôn rình rập vây quanh. Người chiến sĩ đã chấp nhận vào cuộc là đã chấp nhận đoạn kết của những sự rủi may xảy đến cho bản thân mình bất cứ lúc nào. Hành động lao lên phía trước trong lưới đạn của quân thù của người binh nhì bộ binh cũng có giá trị tương đương như hành động phát họa kế hoạch hành quân và thị sát mặt trận để chỉ huy của một ông tướng. Hai nhiệm vụ tuy khác nhau nhưng đều có chung một mục đích, tìm và diệt quân thù. Quân đội rất cần những cấp chỉ huy giỏi, và cũng không thể thiếu những anh chiến sĩ gan dạ kiên cường. Nhân tưởng niệm ngày quốc hận 30 tháng 4 năm 75, tôi xin được kể về cái chết của một người lính chiến, một cái chết hào hùng ở vào giờ thứ 25. Là người quân nhân trong cuộc đời lính chiến của mình, ai không một lần được chứng kiến những chiến công hiển hách của đơn vị hoặc một sự hy sinh anh dũng của đồng đội mình. Bởi vậy, suốt hơn 5 năm sống trong quân ngũ, tôi đã được chứng kiến khá nhiều gương hy sinh của cấp chỉ huy, bạn bè và những thuộc cấp của mình. Nhưng có lẽ ấn tượng sâu sắc nhất vẫn mãi mãi in đậm trong tâm hồn tôi cho đến bây giờ, chính là cái chết của Thượng sĩ Ánh, người trung đội trưởng trẻ tuổi và tài năng của đại đội tôi. Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Ánh, 21 tuổi, trung đội trưởng trung đội 2, đại đội 4 tiểu đoàn 3, trung đoàn 15 sư đoàn 9 bộ binh, có lẽ là một thượng sĩ trẻ nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Gặp và biết được Ánh khi tôi được chuyên chuyển về tiểu đoàn 3, trung đoàn 15, và được tiểu đoàn đưa xuống làm đại đội trưởng đại đội 4, thay thế cho vị đại đội trưởng tiền nhiệm vừa chuyên chuyển nhận công tác khác. Cũng như các đơn vị trưởng khác, trước khi tiếp xúc với anh em binh sĩ trong đại đội, tôi cho mời tất cả các cấp chỉ huy từ tiểu đội trưởng trở lên để làm quen và tìm hiểu tâm tình của anh em binh sĩ trong đại đội. Ấn tượng in đậm trong tâm hồn tôi mạnh nhất là hình ảnh một anh lính rất sữa, nhỏ con, dáng dấp trắng trẻo như một tư sinh, trục rè, bẽn lẽn, khi phải tự giới thiệu về mình. Em trung sĩ nhất Nguyễn Ngọc Ánh, số quân.
Trong lúc cậu ta đang tự giới thiệu về mình, thì quý quan đại đội phó nói nhỏ vào tai tôi. Nó thì lúc nào cũng như con gái vậy, nhưng trung úy coi chừng làm chết. Mỗi lần đụng địch là tự nhiên nó lì lợm và dữ như con cọp vậy. Từ ấn tượng ban đầu tốt đẹp đó, dần dần tình cảm tôi dành cho ánh không còn đơn thuần là tình cảm của một cấp chỉ huy đối với một thuộc cấp, mà tôi coi nó như một người em ruột của mình. Ngược lại, ánh cũng rất quý trọng và không hề giấu giếm tôi điều gì về cuộc đời và gia đình ánh. Trung úy biết không? Tôi ngắt ngang. Lại trung úy, em quên những điều anh dặn rồi à? Dạ, em nhớ, nhưng tại em quen miệng. Thưa anh, ba em bị Việt Cộng giết chết vì ông là phó xã trưởng an ninh lúc em mới 16 tuổi. Mỗi lần nghĩ đến cái chết của ổng là em không sao học được nữa. Anh biết không, bọn nó tàn ác lắm. Nó đập đầu ổng chết rồi còn tàn nhẫn moi ốc ra ngoài. Sau khi chôn cất ba em xong, em đã tình nguyện nhập ngũ 3 lần, nhưng không ai nhận em cả, vì họ cho rằng em còn quá nhỏ, và họ khuyên em nên về nhà tiếp tục đi học. Đằng đẵng 2 năm, nói là đi học chứ thật ra đầu óc em lúc nào cũng chỉ ẩn hiện những hình ảnh về cái chết thương tâm của người cha và những căm thù món nợ máu phải trả cho ông già. 18 tuổi em tình nguyện vào ngay sư đoàn 9 và được cho đi học khóa hạ sĩ quan tại trung tâm huấn luyện đồng đế Nha Trang. Ra trường em may mắn được đổ về tiểu đoàn này cho đến ngày nay. Anh không kể về những chiến công của mình, về sự gan dạ và cái lon trung sĩ nhất đặc cách được gắn tại mặt trận của mình, chỉ sau 1 năm có mặt tại đơn vị. Càng gần gũi ảnh, càng chứng kiến sự gan dạ, khôn ngoan và tài lãnh đạo chỉ huy của ảnh, tôi càng khâm phục và thương nó nhiều hơn. Có nhiều lúc chứng kiến những hành động quá hăng say của ảnh trong chiến đấu, tôi đã phải kêu máy giũa cậu ta một cách thậm tệ, cũng vì cậu ta quá hăng say chiến đấu. Đôi lúc đã quên mình là cấp chỉ huy, lao lên tuyến đầu làm nhiệm vụ của một người lính khinh binh. Bất luận lúc nào, khi nghe tiếng súng nổ là cậu ta như con hổ dữ, lao lên phía trước với 2 trái lựu đạn trong tay, nhào vào những dãy hố phòng thủ của địch, mặc cho lưới đạn đang kín tứ bề. Chỉ tội cho cậu hiệu thính viên vừa phải khó nhọc bám theo ánh truyền và nhận lệnh, vừa phải nghe những lời la hét giận dữ của tôi. Và lần nào cũng như lần ấy, điệp khúc, xin anh pha thông cảm, em thấy mục tiêu ngon quá, phải tấn công nhanh mới kịp. Có một điều khá lạ lùng là, như có một phép màu nào đó che chở, chẳng có một viên đạn nào thèm đụng đến cậu Ánh. Và một lần nữa, trung sĩ nhất Nguyễn Ngọc Ánh nhận cấp thượng sĩ đặc cách tại mặt trận sau một trận đánh giải tỏa tỉnh lộ từ quận Cai Lậy, Định Tường vào tỉnh Kiến Tường, với thành tích tiêu diệt trọn vẹn một trung đội súng hạng nặng của Việt Cộng, tịch thu hàng chục cây súng, trong đó có một cây súng cối 82 ly, một đại liên 12 ly 8, 2B40, trong lúc cậu Ánh vừa tròn 21 tuổi. Khi tiếng súng đã im bặt, Ánh lại trở về thế giới trục rè, e lệ cứu hữu. Nếu ai chưa từng chứng kiến những hành động gan dạ và dũng cảm của Ánh ngoài mặt trận, không có ai lại tin được rằng cậu bé với dáng dấp thư sinh đó lại là một cấp chỉ huy khôn ngoan, dạn dày kinh nghiệm, đã gây ra không biết bao nhiêu thiệt hại đáng kể cho bọn cộng sản xâm lăng. Nếu tất cả chỉ muốn viết những hành động gan lì, những chiến công và tài lãnh đạo của một hạ sĩ quan trẻ của quân đội, và nếu cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn, ngày quốc hận 30 tháng 4-75 không xảy đến cho dân tộc Việt Nam, thì tôi không viết bài này, bởi tôi không thích ca tụng người còn sống. Kinh nghiệm đã cho ta thấy, có biết bao nhiêu những vị tướng tá, khi còn quyền thế trong tay thì tha hồ khô môi, đến lúc quốc biến thì co vòi trúc cổ, cao bay xa chạy, bỏ mặc bạn bè thuộc hạ sống chết mặc bay. Trong tù thì xung xoe bỡ đỡ nịnh hót kẻ thù, qua được nước thứ ba thì lại bắt đầu dở thói kẻ trên người trước. Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Ánh, tuổi đời còn quá trẻ và cấp bậc thì quá nhỏ nhoi trong quân đội. Thế nhưng, anh có đủ tư cách, phẩm chất của một người lính chân chính. Hành động của anh thật xứng đáng là hành động của một anh hùng. Anh đã dùng súng tự kết liễu đời mình sau khi nhận được lệnh tùy nghi của thiếu tá tiểu đoàn trưởng do tôi ban lại.
anh đã hành xử đúng phẩm cách của một cấp chỉ huy, thà tự xử mình chứ không để kẻ thù xử mình. Tiếng súng đã nổ lúc 10 giờ 25 phút ngày 1 tháng 5 năm 1975 tại phi trường Mộc Hóa, tỉnh Kiến Tường của cố thượng sĩ Nguyễn Ngọc Ánh đã để lại ấn tượng không phải trong tâm hồn tôi, và là bài học nhắc tôi luôn nhớ là chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi phải luôn luôn sống xứng đáng với tâm niệm tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả Đông Phương và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.